Thời đại kỷ niệm một tháng thất nghiệp thì mình rủ tiền cắm trại đi cắm trại chị An nha. Cái bài cắm trại này Mình bất lực. mình đã Nếu có sau một sau cái cái video quay 10 review buổi đó một đứa bé nha. thì đây là cái bán đảo nằm ở chị An, thì bạn nào cần thì mình sẽ để trong cái phần mô tả trong cái bản đồ nhé. Đó thì đây là hai cái bạn mới lần đầu tiên chọn dựng lều nên nói chung là chưa rành lắm, thì dựng cục hỏi gần gần được một tiếng mới được cái lều. Và đây là cái ghế, đây là cái ghế cắm trại nha. Thì cái ghế này là mấy bạn đi thuê, thì mình cũng có cái ghế riêng của mình mà mình cũng không có quay vô đây. Thì bạn bạn nữ đây là ghế của cái ông dựng lều hồi nãy á. Thì đi cắm trại lần đầu tiên trong đời và còn mang theo một con chó nữa, Khát nước rồi. thì quay là chúng thấy cũng Vui nhỉ, vui vui nhỉ. đó. Ừ, vui lắm. Thì đây là vợ của bạn mình Làm này, ông cậu là khổ Khánh, là quá bạn trời. đại học của mình đó. Thì đây là vợ của ông mới cưới được mấy tháng, thì đây là cái cảnh sau khi Hai dựng bạn lều con xong lớn này, rồi. ngồi chơi hả hê, nhưng mà Còn nhiều linh đi mà. cắm trại lần đầu chưa có kinh nghiệm, chưa mang theo vòng. Đây là cảnh Thấy các bạn bạn thấy thấy được hai chưa, đứa bé à? đó cảnh này là Ừ. team cắm trại cùng cả của chúng ta này. Và đây là con chó Lợn cái vợ cả đám đứng cười cắm rồi. trại Cả đám và đứng thì cười. bắt đầu đói, Làm thì vui lúc này khổ khoảng quá. 2 giờ thì bắt đầu nấu ăn này. Ở mẹ mẹ anh đây chơi vui lắm. Già có trẻ có đàn bà có con Đầy nít đủ chơi. có rồi, chơi cano chơi xe kéo gì tùm lum hết. Nói chung là ở ở Chị An này cái view ở đây nó đẹp, cái mùa này nước thì nó hơi cạn, Kêu mua luôn. tức là bình thường là nước nó tới sát cái Này. chỗ mình cầm trại lắm. Thì ốc này là Đi mình con này. thì mình tự bắt nha. Đó thì đuôi nó hơi dơ một xíu, và đây là đồ ăn mang theo này. Thì là đồ ăn này mua ở siêu thị. Thì hôm nay nó trời nó nóng mà nó hơi đỉnh gió nên đi thả diều cái kịch diều nó không bay đó, các bạn thấy view đẹp không? Cứ thả diều mà bên kia cano chạy rồi bãi cắm trại này nó nhìn rất là thích luôn. Thì bạn nào nếu mà quá mệt mỏi với cuộc sống thì có thể rủ rê nhau đi cắm trại này nó, thì cuối tuần thì mình đi cắm trại là mình có thể được giảm stress rồi đó. Thì cùng rơi đầu tuần về làm việc thôi. Thì đây là lần đầu tiên mình làm cái video cái dạng dạng này, thì các bạn xem rồi góp ý cho mình rồi nha. Thì lại chuyển lại cái bàn đồ ăn nha. Đó thì đây là góc đây là cái một cái góc nhìn khác. Thì ông kia vẫn tiếp tục thả diều nhưng mà nó vẫn chưa lên. Thì đây là bắt đầu lúc Cháu này lớn là cháu khoảng cười khoảng rồi bốn đó, giờ cháu là lớn mình đi cháu tắm. cười rồi đó, Thì tắm ở bên đây xinh quá, nhìn bài cháu lớn cháu cười rồi đó. tắm được có một xíu thì Sao mình nói gì mà cháu lớn tại cháu cười mình đặt rồi thì cái gam tele lẻ nên nó à? xinh vào bên kia thì Thế đẹp tốt đó. rồi. Thì mình tắm được một xíu thì mình phải chuyển cái bài sang cái bài bên kia đã nó sạch hơn. Bài bên đây nó xinh nên Vãi, nó chết hơi dơ nha. rồi, mát quá đi. Đây lúc Yeah. đây là có ba ông chủ tắm rồi. Cho mình đặt camera xong mình đi xuống tắm. Đó, thì tắm ở đây nước nó cũng sạch, tại Sao vì ở Sài Gòn là lớn muốn cháu cái nước rồi. nước này ở Chị Không An biết bơi mà. được cả. Đó, thì Không biết bơi đâu. Không biết bơi mặc áo phao. Nhưng mà bạn thôi. nào xuống đây thì cứ tắm Cái tự đường nhiên đủ thoải mái khó thôi. đi. Tới bài Còn khó nếu mà đi có con gái mà. thì các bạn nhớ Không mang khổ quá là theo được. cái dụng cụ Này. thay Mấy áo bạn quần đứng đó. đây Đó nè. thì mình quên review rồi, quên review. Trời ơi, Đó lâu thì lắm đây rồi là mình vợ đi cũng đi bạn đi đi đang đi đi bơi nhưng mà có phải người có có phao tay thì mới bơi được. đứng sao mà cứ một nắm một phát là một Thì con quần à, cái gì không không biết lâu quá là nhiều kinh, hình mất ảnh nhiều kinh luôn thì đấy. ở đây là ốc rất là nhiều nhỉ. Thì bạn nào thích bắt ốc thì có thể xuống đây bắt ốc được. Ốc ở đây bắt từng xó nhiều lắm. Dạ Đó, dạ 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 đó. dạ 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 dạ
Nói chung là bắt một lần bánh chỉ cũng được á, nhưng bắt nhiều lắm khoảng bạn nào mà thích ăn ốc bắt ăn ốc hấp này nọ là chuẩn đấy là đi bài luôn á. Thì quan trọng ở đấy nó thoải mái lắm, chuẩn đấy tắm rồi thả lưới rồi bắt ốc rồi đến nấu ăn này nó dữ lắm. Thì tại cái cành tạm đây thì cũng đẹp nên mình quay hơi lâu một chút. Thì đây là lần đầu tiên mình làm cái video cái dạng dài dài kiểu cầm chai kiểu này. Thì bạn nào cho mình cái góp ý với nhé, hy vọng là bạn có người xem cái khúc này. Thì đấy mình là quay lại mấy cái cảnh cầm chai. Thì bắt đầu mấy anh chị bên kia là kéo nhau kéo cái pháo thêm pháo á đó. Thì một người chạy cano còn lại kéo một cái thêm pháo ở sau. Thì tại đây là cái cảnh xong ốc này mấy ông bắt đây bắt rồi. Thì bạn mình có mua một tay lưỡi này thì giờ mình sẽ đem xuống cho thì bạn mình xuống bạn mình thả ngay pháo á. Thì khi nào mà có đi thu hoạch lưỡi thì mình sẽ quay lại. Có đi coi ở đây giờ nữa thì cả nhiều lắm, chơi vui vẻ cùng gần cả cả. Nhưng mà giờ về lại quay gần cả thì mình đang tạm ở dưới này nha. Còn đây thì mình luôn mình chưa có quay thì xin lỗi mọi người như mình quay hơi bị chóng mặt cho mình. Bạn nào mà thích mà quay thì có thể xuống đây mà học cũng được, có thể học nhiều lắm. Và lại cái đoạn này mình đề cái chiếc từ tele nên nó hơi rung, nếu mà mình đề góc rồng thì nó không có rung băng đâu. Thì mấy anh chị kia mình tiếp tục mò học tiếp. Thì mình lên thay đồ đang ngồi laptop. Thì mùa này bạn nào đi thì cần thành là nó không có mát lắm nha. Đó thì mấy cái mua khác á cầm chai giá anh mát lắm, nhưng mà cái mua đi nó hơi bị trọng đó. Thì hai thả đi ta lên thay áo quần xíu, khi thu hoạch rơi xuống quay tiếp. Đó. Hy vọng là sẽ có đi thả cá. Hy vọng là sẽ có cá nha. Đi thả khúc nào ra? Thả từ đó qua đây hả? À, khúc nào cũng được. Đó thì chúng chó bơ vơ khi chúng ham thả diều. Thì bây giờ là chuyển sang cảnh đêm này. Thì cảnh cảnh nấu ăn ban đêm. Thì ban đêm là mình có một cái đèn để mình quay phim thì nó cũng không có mơ lắm. Thì cũng được. Thì bên kia người ta lên đèn rồi nè. Thì mình mang theo đồ ăn và trái cây. Đó thì nói chung đi cầm chài là cái chuyện ít tiền nhất là mỗi người chỉ cần 200-300-400 là cầm chài thoải mái rồi. Ở đây tiền bài cái ông chủ đất á, ông lại có 50.000 một người. Thì bạn nào thích thì mình có thể để cái địa điểm đây lại được, rồi lại cái số điện thoại của cái anh chủ đất cũng được. Chứ còn nó cũng hơi khó đi á, nếu mọi người không đành là chưa đi được đâu. Thì bắt đầu là nướng đồ ăn nha. Đó. Nướng ốc với lại nướng bò.
thì ăn mà mình ăn ở nhà thì nó không có ngon lắm, nhưng mà đi cắm trại thì ăn nó ngon khác thường lắm, nó không có giống như lúc mà mình ở nhà mình ăn đâu. Với lại nếu mà các bạn xem video mà thấy mình quay chưa có hay lắm thì mọi người cũng thông cảm nha, tại vì mình cũng chưa lên cái ví dụ quay video này lắm. Thì lúc này là bắt đầu ăn được rồi. Thì bạn nào đi làm, nếu mà mình đi có thời gian đi xa thì mình cầm tay ở xa, còn không thì mình chuẩn bị ăn này rồi lên Tây Ninh này cắm trại cũng được, hoặc là đi leo núi Bà Đen rồi leo núi dưới Đồng Nai đâu đó thì cũng được, nói chung cũng không không cần phải phải tốn nhiều tiền lắm để có thể là tự tin đi chơi được đó. Thì cái đoạn này thì mình quay mình thấy cái hình ảnh nó cũng đẹp đó. Thì đây là cái ông dựng leo đây là cảnh nướng này. Thì tụi mình ăn uống thôi. Rồi cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu mình thật sự cảm ơn rất nhiều nếu các bạn có thể xem cái video này được nhé. Rồi cảm ơn mọi người. Chúc mọi người một ngày vui vẻ.